Ngày 9 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Hồ Xuân Hải, 53 tuổi, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm, mức án tử hình về tội giết người. Ngoài ra, bị cáo tiếp tục bồi thường, tự nguyện thỏa thuận cho đại diện hợp pháp của các bị hại 1,06 tỷ đồng. Theo cáo trạng, vợ chồng bị cáo Hải có 3 con chung. Hai vợ chồng đầu tư trại nuôi heo nhưng thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Ngày 22 tháng 8 năm 2023, bị cáo Hải lên mạng Internet tìm hiểu việc gây ngạt khí CO. Sau đó, đi mua một bình khí CO 40 lít, mang về cất giấu ở ngôi nhà vắng chủ sát nhà mình, rồi đi mua dây ống nước bằng nhựa. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, vợ và các con của Hải vào phòng bật máy lạnh, đóng kín cửa đi ngủ. Đến khoảng 2 giờ sáng hôm sau, Hải lăn bình khí CO đã mua trước đó đến khu vực tiếp giáp cửa sổ phòng vợ con Hải đang ngủ, rồi xả khí CO vào phòng qua dây ống nước đã mua, làm vợ con của Hải tử vong. Sau khi xả khí CO, Hải đóng van, cất bình khí CO về chỗ cũ, rồi vào phòng đóng cửa ngủ cùng vợ con. Đến trưa cùng ngày, mọi người mới phát hiện vợ và ba con của Hải đã tử vong, riêng Hải còn sống và được đưa đi cấp cứu. Theo nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Hải phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bồi thường 50 triệu đồng cho đại diện bị hại. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Hải là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang và tạo bất ổn trong dư luận xã hội. Do đó, hội đồng xét xử cho rằng việc cải tạo giáo dục bị cáo Hải không còn tác dụng, cần thiết phải loại bỏ khỏi xã hội.